Từ ở đâu? Ở chùa Thánh Từ Philadelphia. Đây là buổi giảng cuối cùng của thầy Pháp Hòa, các bạn nhớ coi. Chứ không sẽ không còn cơ hội. Chúng ta có thể là tiến sâu vào phía bên trong hội trường. Cái kia bên thầy có xuống một lần. Và để cho thời kinh sáng hôm nay được trang nghiêm, quý Phật tử chúng ta có thể quan nghỉ chuyển điện thoại của mình về chế độ im lặng để không ảnh hưởng đến thời kinh của chúng ta trong lúc trang nghiêm. Này bán hay là gì cô? Bán 6 à. Năm một phần à, em ạ. Dạ.
sườn non cùng trong biển, dồi trường trai đùi gà lá chanh chay, cá kho chay, heo quay chay. Có nhãn hiệu luôn, bún riêu Hạnh Ngọc. Chạy vô đây được. Bánh tiêu tờ bi. Tiêu tờ bi. Giò cháo quẩy diệu hội. Hả? Cái này là miễn phí hay là mở heo? Cảm ơn chị. Ở diệu học diệu hội, diêu hội, diêu hội là tên ai? Oh, cảm ơn cô diêu hội. Cảm ơn giò cháu quẩy của cô diêu hội. Hả? Ôi. Rồi. Nóng hổi luôn. Phở Hồng Thành. Quán cô Mai. Dạ, bánh tráng trộn vừa tắt. Ồ, bánh tráng trộn vừa tắt. Xài lắc dưa tắc. Quán nước tình yêu. Trời ơi. Đi chùa mà gặp được tình yêu nữa. Trời ơi. Đây xuống suối kiểu gì vậy trời. Dạ. Dạ. Bột chiên bún bò Huế. Bánh xèo chả giò chị Trang. Chào chị Trang. La Gu tỉ muội. Ở đây hai chị em hả? Hả? Hai chị em chị lớn tuổi hả? Ồ. Ồ. Bà cháu. Chị em này hơi xa nha. Này mì quảng.
Mama Mi. Đó. Bây giờ lên tô hết trơn rồi. Tu go cũng được luôn. Nóng cà phê chanh dây bé Phúc à? Bánh xèo sâu chuỗi. Đó, cô chủ quán bánh xèo. Chưa tới thời điểm nên chưa tới thời điểm nó dẫn lên hết rồi nó mới dắt lên. Là ăn lạc xốp. Hai cô cho chủ ăn lạc xốp. An lạc xốp. Hai đứa con gái hả? Tưởng ba chị em. Cô bán áo dài rồi bán gì nữa? Khăn quạt. Có vòng tay, bông tay. Ồ. Oh. Bánh mì Phương Tờ Bì. Bánh kẹp lá dứa. Nước mía. Nước mía chân tâm. Biết chân tâm là ai không? Hả ai? Nhìn coi ai là chân tâm. Ai có chân thì người đó có tâm. Ai cũng có tâm. Ai cũng có tâm. Ai cũng có tâm mà có chân hay không là chưa biết. Đúng không? Biết chân tâm chưa? Chưa. Giới thiệu chân tâm đó. Giới thiệu chân tâm đó, anh này giới thiệu. Ông chủ quán nước mía chân tâm. Chân tâm là ta đây chứ ai. Trời ơi. Ta chân yếu với tay mềm mà bắt người ta chắc nước mía. Ta chân yếu tay mềm mà bị bắt người ta dắt nước mía. À, chủ quay ông chủ quay. Thank you.
Thầy chữ à, thấy ta tụng kinh tục khổ không? Thấy người ta tụng kinh cực khổ không? Tại sao ngồi đây ăn? Tại sao ngồi đây giả bộ nữa hả? Giả bộ. Thấy người ta tụng kinh khổ không? Tại sao ngồi đây? Tại sao? Đem vô được cái gì? Ăn gì? Ai cho? Ai cho? Lại lấy rồi nè, bưng cái này. Ủa ăn sao kia bán mà? Không có đâu. Ăn sao chủ quán? Sao đồng này? Ăn sao người ta làm? Ủa đây, à, quán trước miễn phí à? Thấy người ta tụng kinh cực khổ không? Ngồi đây ăn. Trời ơi, chứ đậu bắp nữa các bạn. Thượng tòa giảng sư Quang Lâm. Đậu bắp mà hai gan. Cái này bự nữa. Giống này giống gì vậy ta? Bự quá trời. Chúng ta xoay chiếc ghế. Giống Mỹ, đậu bắp Mỹ. Bắp Mỹ. Để có thể tiện theo dõi và tính pháp. Chỉ có Mỹ mới bự. À, phía bên đó bạn. Không, mà tiền lắp gì cái đoạn đi đâu không cảm gì. Mình là Vinh Nam chị sắc men theo tới đi nhưng mà chị đừng có sắc đo tới tiệm của anh Trân Tâm bán nước mía ở chùa sau đây anh sẽ đãi mình một ly nước mía miễn phí làm sao cho anh hết thẻ nước mía đi anh đãi em từ đây chính tay của anh Trân Tâm sẽ làm ly miễn phí nước mía miễn phí cho mình Sắc tròn em để lên nó nhanh hơn. Mình sẽ biểu diễn với bạn một kỹ xảo là đi uống nước mía chùa. Rất là đơn giản thôi. Mấy bạn cứ cầm cái máy. Tay bồng dân anh lên nước mía, chủ nước mía. Là bạn sẽ có một ly nước mía. Anh kỹ thuật quay mía là điều luyện không? Sau đó sẽ tặng mấy bạn một ly nước mía miễn phí. Đó, từ từ. Chưa ra này ly nước mía miễn phí của mình à. Đó anh cho rất là nhiều chanh cho mình à. Các bạn không? Anh cập nghề hả sao đây? Đó. Không, đang quay kỹ thuật xin một ly nước mía miễn phí. Không. Này kỹ xảo chúng ta đàng hoàng. Này ta streamer có kỹ xảo streamer này nước. Này ở gì? Xay nước mía có kỹ xảo của xay nước mía. À, kỹ xảo của xay nước mía. Mấy bạn coi cái cây nước mía, cây mía của anh là vừa dài vừa cứng nữa. Giờ đút cây nước mía, cây này vô. Mình đứng ở đây mà mình nghe mùi tắc nó bốc lên luôn á. Cái này quýt,
mùi quýt. Ảnh chơi sang luôn, không có chơi tắc, không có chơi tắc Trung Quốc nữa. Không có chơi tắc Bàn Chầu, này là nướng mía quýt. Hả? Không biết, nó nói vậy thôi, tại vì mình chưa thử, mình còn đang chờ cái ly nước mía miễn phí của ảnh mà, đây mình chưa thử. Lên trước. Sao lại mình biểu diễn cũng biết sao. Cho nên có câu là đó, chị là gì đó, một ly nước mía miễn phí. Miễn phí đây, miễn phí đây. Vui muốn trước trả tiền sao? Khác nhau chỉ một cái nhìn. Anh có miễn phí không anh? Anh có miễn phí không anh? Anh kêu ở nha, chị. Chuyện nhỏ. Trời ơi, vô chùa. Vô chùa. Lấy nước mía này chùa đàng hoàng luôn á. Chính hiệu có chơi chùa. Nắm muối. Nắm muối. Dù có mặn vào sốt muối. Vậy là mình được một ly nước mía miễn phí dễ dàng mấy bạn. Streamer đi đi chơi là xin đồ ăn miễn phí rất là dễ. Chỉ cần một chút chỉ xảo mà thôi. Rất thơm mùi quýt thôi. Hello. Không ngồi cà phê luôn. Ăn một tô, tặng một tô, lấy tiền hai tô. Phở đặc biệt, phở đặc biệt. Phở đặc biệt rồi. Mai chết thiệt. Sau này hơi sai nha. Vui rồi, mùa Halloween mà. Để còn 30 phút nữa chúng ta sẽ dùng cơm trưa. Cho nên chính vì vậy mà quý vị có thể đi đi vệ sinh. Dạ không ạ. À, cho quý ban tổ chức sẽ chuẩn bị cơm trưa cho quý vị, cho nên chính vì vậy mà trong buổi chiều sau khi quý vị chúng ta quan hỷ, ban tổ chức cần khoảng 10 Phật tử nam. Quý vị trong ban hành đường chúng ta hỗ trợ về khu vực chay đường cũng như